Thằng cậu sao? Như mày biết à. Mày phải không? Dạ không, em nào biết chứ nào có hay. Và tôi hy vọng là sau này từng khuôn mặt trong này sẽ là những nhân vật nổi tiếng giống như tụi tôi trước đây. Được không ạ? Và hôm nay tại chỗ này chúng tôi xin được chào đón năm nhóm. Các bạn đã đem lại một cái luồng sinh khí rất là mới. Và tôi hy vọng đây cũng là cái con đường mà các bạn trẻ ở sân khấu, các bạn sẽ nhìn các bạn để lấy điều đó làm kinh nghiệm cho mình trong cái kinh nghiệm diễn xuất sau này. Anh rất là kỳ vọng các em hãy cố gắng nắm tay nhau làm nên những hơi thở mới, mà đó những cái vở kịch không chỉ có tiếng cười đơn giản mà có những cái thông điệp. Thì Lộc cũng muốn chia sẻ ngắn gọn rằng là hơn thua không quan trọng, cái điều quan trọng dù trước dù sau, những người của mình tin tưởng yêu thương vẫn luôn ở bên cạnh mình và đồng hành tới cuối đời. Mỗi nhóm một màu sắc khác nhau, bên cạnh đó là thấy được sự gọi là đoàn kết, sự yêu thương lẫn nhau được trong các nhóm và rõ ràng, và em tin chắc là Cương Xuyên Diệp Tiếu Lâm Hội này sẽ là một phiên bản rất khác, rất báo, rất điên. Cảm ơn.